Cuộc chiến không giới tuyến Quả báo vợ bị sẩy Đoàn tìm phương đe dọa Cuộc đời này luôn có nhân có quả Gieo gió ắt sẽ gặp bão Tại cái vùng đất này Đoàn đã gieo rắc bao nổi tang thương với dân bản Những đứa trẻ không cha không mẹ Vì bố theo đoàn sách hàng Rồi nghiện ngập Nhưng đời cha ăn mặn đời con khát nước Quả báo đã tới Hắn đau đớn khi hay tin hoa ban bị sẩy thai Ngay lập tức đoàn đã quay sang phương người đã bốc thuốc cho hoa ban bấy lâu nay nghi ngờ rằng cô chính là kẻ đã hại con mình hổ báo với cả thiên hạ nhưng với vợ đoàn lại một mực ngoan ngoãn phần vì đoàn vẫn còn phải nhờ dựa vào bố vợ nhưng phần còn lại đoàn cũng rất mực yêu thương hoa ban cô con gái thứ nết na thủy mị của lão hề tuy rằng ra ngoài hắn luôn máu lạnh khiến cho cả cái bản làng này ai cũng phải khiếp sợ nhưng về nhà hắn lại lo lắng chăm sóc cho hoan chăm sóc cho hoa ban từng ly từng tí đặc biệt là khi hay tin vợ mang bầu đoàn đã rất hy vọng và nâng niu chiều chuộng vợ hơn và trong quá trình mang bầu hoa ban đã thường xuyên được lang phương bốc thuốc để giúp dễ an thai và ngủ hơn nhưng rồi đùng một ngày một hung tin ập tới với đoàn hắn hớt hả chạy về nhà hoa ban em bị làm sao hoa ban đau quằn quại phương đi tìm mọi cách để giúp cô giảm đau em em bị mất con rồi cái gì mất con sao có thể thế được đoàn ôm lấy hoa ban gương mặt đầy đau đớn em xin lỗi hoa ban mếu máu hai hàng nước mắt đầm đìa đoàn ôm lấy vợ dỗ dành rồi đoạn hắn quay ngoắt lại nhìn lang phương ánh mắt đầy giận dữ đoàn lầm lừ tiến lại gần phương chính mày chính mày đã hại con tao đúng không anh nói linh tinh gì thế Lang phương nhìn thẳng vào hắn mắt đầy nghiêm nghị chính mày đã bốc thuốc bấy lâu nay cho vợ tao mày đã cố ý để hại con tao đúng không đoàn túm lấy cổ áo phương lôi lên anh buông ra nếu không tôi gọi biên phòng bây giờ đoàn nhìn phương đầy căm phẫn mày được lắm tao sẽ không để cho mày yên đâu vợ anh bị sẩy là do những lúc trước đây bị đau bụng anh đốt thứ chất nghiện đó cho hoa ban người nên mới bị vậy mày im đi mày thì biết cái gì anh đoàn ơi em đau quá Hoa ban nức nở, Đoàn chạy lại ôm hoa ban, Phương cũng quay lại, dặn dò rồi ra về, liệu rằng trước nỗi đau mất con, Đoàn sẽ giận cá chém thớt đổ vấy tội lên cho Phương và tìm cách trả thù cô như thế nào? Và rồi, hắn sẽ tiếp tục nhận những quả báo nào nữa hay không?